Rồi bây giờ em đang gom xe về Đắk Lắk. Đây đang qua một mẹ con. Mẹ này chữa lại rồi á. Đó, mẹ con kem nè. Không có thì cho xe mà trở về. Đây em đang lên con siêu cọp gom về cho khách ở Đắk Lắk. Ok. Rất là đẹp luôn, rúng chiền. Đạp phạt. Tiếp tục lên bàn cọp giao về cho khách ở Đắk Lắk. Ok. Cái dây tự chạy qua mẹ luôn. Rồi, tới luôn. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Con này 2 tháng rồi đó anh. Mấy con này nói chung là nếu mà 2 tháng mà nó không rửa lại là khả năng đậu cao. Anh nhìn vàng đúng con này anh đẹp dữ lắm. Đây. Đấy nè. Hả? Con. Rồi tiếp tục sang xe bò chữa cho anh khách. Tháo dây luôn ha. Tháo dây thả luôn. Anh điện cho chị chưa? Điện là đang mang ra. Có nhà hàng rồi. Với lại anh cho xin tiền anh này anh lòi bòn cái nha. Bao nhiêu? Thì hỏi ảnh là. Rồi hello, xin chào chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái kênh mua bán của em. Thì hôm nay em có đến đây để em ghi hình đăng bán giùm cho cái chị này một cái cặp bò chữa. Chị cho em cái thông tin là hai con bò này là tình trạng chữa nẻo nó sao chị? Một con 4 tháng với con 3 tháng rưỡi. Con bên đây là 3 tháng rưỡi đúng không? Hồi nãy chị nói con này bên đây 3 tháng. Con này 3 tháng rưỡi, con này 4 tháng. Rồi, bây giờ cặp bò này nói chung là nó cũng đẹp. Hai con đầu chuỗi rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Cặp bò này cái tàn lớn dữ dằn, để dựng máy quay xuống cho mọi người coi nha. Hai con bò này cái tàn lớn dữ dằn nha. Hai con bò này chiều cao nó là khoảng tầm khoảng 1m37-38 á. Đó, bây giờ em lại gần nó cho mọi người coi chứ để mọi người không biết con bò này chiều cao tầm nào. Đó, con bò nè. Mình thấy không? Thấy con bò tàn bự dữ không? Đó, tàn rất là lớn nha. Em đứng là muốn tới cổ luôn á. Con này em đoán khoảng khoảng 1m37-38. Rồi bây giờ chị em mình tiến hành vô cái cuộc mình thảo luận giá đi cho bà con chúng ta được thì chúng ta mua ha. Rồi giờ chị trong bụng chị muốn bán nhiêu tiền thì nói thiệt giá nghe, đừng kêu thách. Tại vì em bán lên đây á bà con chúng ta coi được mua không được thôi à. Cặp bò này 90 triệu. Bò chị bán giá căng dữ chị. Là hai bò này là mỗi con đẻ một con hết đó hả? Giờ sao chị bán giá này sao tao mua nổi? 90 triệu là không phải số tiền nhỏ đâu. Nói chung là bò này thì bự đó, xương bự.
tàn lớn nhưng mà cái giá 90 triệu hai con bò này nó căng. Bây giờ đâu chị nhắm coi chị bớt được nhiêu, chị bớt cho bà con ta coi được người ta mua coi. Là hai con này bớt 1 triệu. Là bò này là bao nghiêm chỉnh á đúng không? Mà nói chung là em nói chị vậy nè. Em nói em thương lượng với chị á là được thì em phát sóng, còn không được giống như em vô em tham khảo em. Bây giờ chị em nói như vậy. Đôi bò này thì chị kêu cái giá này chắc ta mua không nổi, nhưng mà em nhắm á trong khung mà chị giật cả khoảng 5 triệu người ta mới có mua nổi. Dữ hả? Đúng rồi. Cặp bò này chị kêu 90 triệu. Chị kêu 90 triệu, con bò này mình nói chung là tàn nó bự thiệt, nó đẹp thiệt nhưng mà nó còn hơi gân bò. Trời, bò này nuôi 2 tháng nữa là mập quá, chữa 3 tháng mấy 4 tháng là nuôi 2 tháng nữa là mập. Ừ, mà em thấy bò này nói chung là đầu cổ nè đẹp thiệt, hai con đầu trụi hết. Hồi đó mua con này 1 cặp luôn hả, hai này mua 1 cặp lượt luôn hả? Ừ, con má sữa giờ kẹp tiền mấy. Mà giờ em nói thiệt, giá này hả chị thương, em thương lượng chị giờ cặp này em nhắm là con bự bên đây á thì khoảng 43 triệu, còn con này nó hơi nhỏ hơn chút xíu ở 42 triệu được. Cặp này chị giật lại khoảng 5 triệu mới có người ta mua nổi. Dữ à? Đúng rồi. Tại vì con bò em nhắm là em bán một ngày cả chục con bò, em nhắm con bò vô khung nào người ta có thể mua nổi chứ chị kêu cái giá gì đâu quá trời kêu người ta đâu có mua nổi. Người ta còn tiền xe, tiền cộ, đủ thứ các chi phí hết chứ đâu phải người ta nói mua con bò là người ta dẫn về chuồng người ta đâu. À, thôi giờ chị nói giờ là chị có muốn làm bò không? Giờ chị bán một ngày chị biết à. Giờ cũng canh cũng bán cho chị chứ giờ. Rồi thì bây giờ em nói chị vậy. Được thì em đăng lên sóng, còn không được thì coi như em tới tham khảo ha. Rồi ok cô chú anh chị các bạn. Thì sau một hồi lâu em thương lượng giá thì anh chủ nhà, cô chị chủ nhà quyết định bán đôi bò này với giá là 85 triệu. Con bên đây 43 triệu. Con bên đây 42 triệu. Là con này bao chữa 4 tháng. Còn con này chữa 3 tháng rưỡi, hai con chữa 3 bê hết nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Cô chú anh chị các bạn coi. Tàn cực kỳ là bự luôn. Lớn dữ lắm của chú anh chị các bạn, tàn lớn nha. Mình coi hai con bò nè, đầu trụi hết trơn. Nè, coi nè. Đầu trụi mặt mày rất là ok ha. Đấy, tàn lớn. Con bên đây là hai con này dao động chiều cao tầm khoảng từ 1m37-38 ha. Sái bớm thì em nói chung là hoàn toàn nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Dàn xương to ghê luôn của chú anh chị các bạn. Xin lỗi mọi người, nghe điện thoại khách hàng cái nha. Nghe em trai ơi. Đây qua cây lậy hả? Đây qua cây đậy chắc tầm khoảng 1 triệu 3 triệu 4 á. Alo. Đó cô chú anh chị các bạn. Khi mà chúng ta mua một con bò giống thì bắt buộc là chúng ta phải coi cho kỹ. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh về chân móng cũng như là dỗ rúng con bò này cho tôi giới thiệu các bạn. Chúng ta coi ha. Nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Sấy nè, tôi giới thiệu các bạn. Sấy nè, thấy không? Đó, cấp mình nè. To dài. To nha. Bò bự con dữ lắm á. Chân móng nè. Xương to dữ. Coi nè. Thấy không? Thấy bàn tay của em so với cái giò không? Cấp mình lớn, xương to, giò. Nói chung là hai bò này nó khá là nó dễ. Đầu chuỗi hết nha, rất đẹp. Hai bò này bây giờ có giá là 85 triệu. Thôi quá vậy. 85 triệu. Đầu chuỗi khá là đẹp. Đó, bây giờ em đứng xa ra nè. Đó, mọi người thấy không? Dàn xương khủng khiếp chưa? Con này chữa 3 tháng rưỡi. Nói chung là mình về mình nuôi khoảng 2 tháng là nó mập lúc luôn. Rúng nè. Đầy đủ nha. Chân móng sò. Đúng không? Bảo hành lòi đơm cho cô chú anh chị của các bạn luôn. Con bên đây cũng vậy. Cặp này một cỡ. Con bên đây thì nó hơi
nó hơi nhỏ hơn con này một chút. Con này hết biết cái nhàn xương. Đó, chú chị bạn thấy không? Cặp này có giá 85 triệu, bao chữa hai con ha. Con này bao chữa 4 tháng, còn con bên kia chữa 3 tháng rưỡi. Sấy nè. Dạ. Sấy nè chú chị của bạn. Nói chung nhìn thấy rất là đẹp luôn. Mặt màng ok luôn ha. Nó khá là dễ mà con cái dẫn nó ra đó. Mọi người thấy không? Em nựng nẹo nè. Khá là ok, đầu chuỗi đẹp. Hai con mặt đầu chuỗi hết nha. Hai con này giống anh Good ghê. Đầu chuỗi hết, rất là đẹp. Sấy bướm của hai con thì nghiêm chỉnh hết nha cô chú anh chị và các bạn. Coi nè. Sấy lưng nè, nghiêm chỉnh. Dậu gúng khỏi chê sùng sình luôn. Chân móng sò, chân sau cầm đứng thẳng, khá là đẹp. Hai con bò này mỗi con có chữa là con này có chữa 4 tháng nè, con này chữa 3 tháng rưỡi. Cặp này có giá 85 triệu, con này 43 triệu, con này 42 triệu. Cô chú anh chị của bạn ai có nhu cầu muốn mua thì nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên hình. Đó, cặp bò khá là to. Rồi thì bây giờ em sẽ là một cái người đàn ông chiều cao 1m75 và đang lại gần con bò cho bà con ta hào coi thử coi. Ừ, con bò này nó bự, nó cao tầm này mình mua được hay không. Nếu mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Nè. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Bò to. Mọi người thấy con bò to không? To đúng không? To dài. Rúng yếm đầy đủ, chân móng là móng sò cầm đứng thẳng đàng hoàng luôn. Bây giờ Út sẽ sử dụng cây thước hàng ngày Út đo bò đó. Rồi Út sẽ hạo ra thử chiều cao cho bà con cô bác mình nhắm xem. Ở con bò này nó chiều cao tầm này mình mua được hay không. Nếu mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị và các bạn. Nói chung là hôm nay trời khá là mát, nó dịu lắm. Ngày hôm qua mưa nguyên ngày luôn, em đi quay phim không được, nhiều khi đi quay phim mà hôm qua em nói thiệt mắc cười, ngày hôm qua quay phim cái đoạn phim nó có 4 phút mà người ta cũng mua nữa cô chú anh chị và các bạn. Tại sao bò mình bán nó chuẩn á. Bò này phía sau xương khu của con bò này chiều cao 1m4 luôn. Tại phía sau xương khu của nó em đo phỏng, em đang đo phỏng 1m4 luôn nha. Bò này bự con. Hai bò này tại cô chú anh chị và các bạn thấy trong hình không biết làm sao chứ ra ngoài đời ha, hai bò này bự toàn nhất luôn nha. Đấy cô chú anh chị và các bạn, đôi bò này có giá là 85 triệu. Cô chú anh chị và các bạn ở gần xa ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên hình để chúng ta có thể sở hữu được đôi bò này. Khá là đẹp luôn. Xoay quanh kia coi. Trời ơi là nó lì ông nội cha ơi, tôi tức. Xoay quanh kia. Đó. Nghe mày. Đó. Đó. Tới. Tới nè. Tới nè. Đi lên kia. Lẹ lên. Làm cái thùng cái làm dữ à. Xin tới chút xíu. Ừ. Cái tôi chụp cái tấm hình cái là làm dữ ta. Mượn chụp hình cái tới chút xíu nữa. Tới. Ừ đúng rồi, đứng im. Đứng im nha. Đó. Nó quỷ bò kia nó. Bò này có giả một cái. Đi xe qua bên kia. Cho bò mày mặt đây nè. Rồi ok đi. Rồi, em xin kính chào và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp nhé. Ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấn máy lên và gọi ngay cho số điện thoại em để trên màn hình.